Ngày 12 tháng 7, xung quanh khu đất rộng 14.400m2 của dự án cỏ cây mọc kín, một phần được tận dụng để chứa máy móc, sắt thép và vật liệu xây dựng. Dự án được thiết kế đạt tiêu chuẩn quốc tế, gồm 7 tầng nổi và 3 tầng hầm, khán đài có sức chứa 4.000 chỗ, mặt sàn đấu rộng 40m và dài 60m. Tuy nhiên, dự án vẫn chưa thi công và không có dấu hiệu nào của việc xây dựng. Khu đất dự án vẫn được người ra vào và bảo vệ trông coi thường xuyên. Bên ngoài bốn mặt tiền của dự án có tôn cao khoảng 3m và hình ảnh của dự án nhà thi đấu của chủ đầu tư. Một phần mặt đường Nguyễn Đình Chiểu đã trở thành nơi tập kết rác thải và vỉa hè bị nhếch nhác. Cuối năm ngoái, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã lập tổ công tác liên ngành để giám sát dự án này.